Tại phường Tráng Dài, thành phố Biên Hòa, hàng chục hecta rau xanh đang đến kỳ thu hoạch thì bị phường phong tỏa, nên việc tiêu thụ hết sức khó khăn, thậm chí là đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ hàng trăm tấn rau. Trong những ngày qua, đoàn thanh niên phường Tráng Dài đã làm đầu mối thu gom rau của nhiều nhà vườn trong phường và thành lập các điểm bán rau đồng giá. Vườn rau 3.000m2 của hộ anh Trần Văn Hữu tại khu phố 4C, phường Tráng Dài. Toàn phường bị phong tỏa để chống dịch nên các mối hàng bên ngoài địa phương rất khó khăn ra vào. Trong khi đó, các chợ truyền thống vẫn đang tạm thời đóng cửa. Gia đình anh tưởng đâu phải thua lỗ đợt rau này. Nhưng những ngày qua, đoàn thanh niên phường Tráng Dài đã liên hệ để hỗ trợ đầu ra cho vườn rau nhà anh. Trước khi chưa liên kết được với đoàn thanh niên, thì tụi em cái lượng rau ở trên vườn còn rất là nhiều, rất non nắng. Nhưng mà khi mà được đoàn thanh niên hỗ trợ tiêu thụ thì tụi em yên tâm ổn định để sản xuất. Không chỉ có rau nhà anh Hữu, đoàn thanh niên phường Tráng Dài còn giúp tiêu thụ hàng chục tấn rau của nhiều hộ trồng rau khác trên địa bàn. Rau xanh của bà con nông dân được đoàn thanh niên phường thành lập nhiều điểm bán rau đồng giá 15.000 đồng một bó rau. Trước khi mình chất mối thì nó mình đi lại thì nó dễ, bây giờ dịch về mình đi lại nó cũng khó, mình tiêu thụ nó cũng khó. Nếu mà không có đoàn thanh niên tiêu thụ rau thì giờ chúng em chịu được không tiêu thụ ở đâu. Đoàn thanh niên phường đã tổ chức thăm các nhà vườn, hỗ trợ kinh phí cho các nhà vườn để thúc đẩy cái mô hình sản xuất, rồi hỗ trợ cho người dân trên địa bàn để có những cái bữa ăn ngon, để được cái rau sạch. Thì cái mô hình của chúng tôi là đã được nhân rộng lên đến 12 điểm trên địa bàn.